Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ, Doanh Câu. Doanh Câu vốn là một đại tướng dưới trướng của Hiên Viên Hoàng đế, đáng tiếc trong một lần cùng Sivu giao chiến, vì không tuân thủ chỉ thị của Hoàng đế làm cho toàn binh bại trận. Hoàng đế trong cơn giận dữ đã phái Doanh Câu đi bảo vệ Hoàng Tuyền Minh Hải. Doanh Câu ngoài mặt chấp nhận sự trừng phạt này nhưng trong lòng lại vô cùng bất mãn, nhưng lại không thể làm gì vì đánh không lại. Cho đến khi có một ngày, một phần cuối cùng của hống dường như vô tình hữu ý trôi giạt đến Hoàng Tuyền. Doanh Câu liền không do dự xuất thủ, muốn đánh tan hồn phách của hống, nhưng thần lực của nó cũng không phải Doanh Câu có thể so sánh. Tàn hồn của hống không chút do dự bay vào trong cơ thể Doanh Câu. Lúc đầu Doanh Câu vẫn không ngừng phản kháng, nhưng hống liên tục lôi kéo, Doanh Câu lại từ từ chấp nhận đề nghị của hống, hồn phách hai người dung hợp, trở thành một vị thần còn mạnh mẽ hơn lúc trước. Hồn phách của hống dung hợp thành công, Doanh Câu lúc này trở thành một trong tứ đại cương thi thủy tổ. Bản thân Doanh Câu vốn ban đầu đã hết sức mạnh mẽ, sau khi dung hợp hồn phách của hống, thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Thần lực trong cơ thể biến thành thi khí vô tận, hơn nữa dưới sự tràn lan của thi khí, thân thể Doanh Câu càng trở nên cứng rắn, trở thành thân kim cương bất tử. Sau khi biến thành cương thi thủy tổ, Doanh Câu không cam lòng chuyện hoàng đế cách chức hắn trở thành một thần tiên nho nhỏ bảo vệ Hoàng Tuyền. Vì vậy hắn bắt đầu điên cuồng trả thù hoàng đế, không ngừng làm loạn nhân gian. Trong trận chiến cuối cùng, hoàng đế cầm Hiên Viên kiếm cùng Doanh Câu đại chiến. Doanh Câu mặc dù lợi hại nhưng bản thân Hiên Viên kiếm chính là sát lục kiếm, sát khí trên thân kiếm chính là khắc tinh của thi khí. Vì vậy, dưới thần binh, Doanh Câu rơi xuống hạ phong. Trận đánh này kéo dài suốt 4.479 ngày, cuối cùng hoàng đế dùng Hiên Viên kiếm hủy diệt thân thể Doanh Câu. Doanh Câu cũng vô cùng mạnh mẽ, hồn phách của hắn mang theo vô tận thi khí bỏ trốn. Để trông chờ một ngày nào đó quay lại trả thù, người ta nói rằng nếu thành tâm thờ cúng Doanh Câu, người đó sẽ nhận được thi khí vô tận trở thành cương thi không ai địch nổi, súng đạn không xuyên.